hay vụ đám gặp cá bên anh phe chứ hay là không gài qua bước gì ăn này. Gặp cá này nhằm phải ăn gặp cá luôn. Cái xã mẹ gặp cá nó tốt dữ lắm, chịu tốt. Nó kêu tao mới biết là biết tao nhiễm, nó kêu hôm qua ăn kia gì bữa gì vậy, kêu Út ơi Út có ăn gặp cá cái chiên nhiều qua đây này nè con, con mà chồng nó nhóc hết trơn nhưng mà ăn gì hết nó muốn lông bông luôn. Ừ, đây bữa nào tao có gì ăn nhưng mà nãy là mà nó chèo tao nhớ là lội là nó xin năng lắm. Cắt con quơ một hó ấy một mày bạn yêu đó. Hấp nữa hay gì nữa thôi. Ăn với con Bi đây, kêu con Bi rước con Bi ăn miếng ăn nó đi. No quá à, nghỉ rồi. No quá à hả? Mình ơi, anh mà quất hết bốn cái bánh xèo. Bi với Thúy nào không hết, nó bỏ hết. No rồi hả? No rồi, thôi bỏ dĩa xuống đi nội. Đem ngoài đi cha. Ăn ba cái luôn đó hả? Mình ơi anh mày hả? Ừ. Nó là bự hay là cái gì trời? Nó sung. Nhìn gỗ gao là thấy thèm. Kìa, chơi gì ba? Gì ba chú miếng? Ăn không có nhiêu chú uống hoài. Chế cho miếng trà vô. Chế nãy giờ hai đợt, hai má vô gọi giọng hết trơn. Hai đợt luôn hả? Ừ. Này ba màu. Thôi bà vô quất đi, bà quất cháu quất nước đìa đi. Nó. Mày đi gót đi cho tao miếng coi. Mày đi vòng chở thì mày uống được rồi mày gót mày đưa đây. Hết nước rồi còn đâu uống. Thèm ăn bánh canh vịt của bà nội Bi nấu. Gì? Thèm ăn bánh canh vịt của bà nội Bi nấu. Bà nội Bi nấu bánh canh vịt ngon. Canh vịt nè, khoai tây bột mình á ngâm. Bả xay á, bả nhồi ha, bả nhồi bún với bột. Xay bột mình nó mới ngon. Cái bùa bột chợ bà ăn cắt. Ăn nó ngán lắm. Bả cắt ra sẵn hết. Rồi là đem ra nấu. Hỏi bả điện qua kia liền. Bả nói chị hai xuống rủ đợt nó bánh canh vịt. Canh vịt chim á. Mua con vịt xuống nó bánh canh. Nó bánh hay ăn lắm đó. Đã lắm không? Má lắm không? Cái thằng trên mạng nó đổ bánh xèo mà lên. Nó phải chụp cái gì chảo đó. Trời ơi, tao thấy đổ có như cái gì đâu. Dùng ba đậu xanh gắt lên miếng đó rồi úp qua úp lại lấy ra. Vậy chứ người ta đổ từ thiện mà. Vậy lấy gì ăn? Chứ người ta đổ ta bán đâu phải như người ta đổ mình mà. Đổ từ thiện á, đổ cho trong chùa. Mình ăn cái gì cũng nhiều mà làm nó lại ngon, nó chất lượng hơn. Nghe cái này giòn nè. Đưa dĩa qua, nó đổ qua đây. Bỏ qua cái kia đi, cái này con ăn chứ rồi nó bỏ đây đi. Giòn đã phải không?